Nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại trung tâm văn hóa Lạc Phú Cầu để đến với trận bán kết thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng các cô gái FC Cầu Ngoài và xin chúc mừng các cô gái FC Chi Lễ. Bây giờ thì tổ trọng tài đã dẫn hai đội ra sân. Trọng tài chính là ông Hà Lượng, hai trợ lý là Hà Kiên và Hà Tư. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên, hai đội đã chào khán giả trên sân. Xin chúc mừng tổ trọng tài cầm cân lẩy mực công minh chính xác. Chúc hai đội sức khỏe, thi đấu cao thượng và quyết thắng. Cầu Ngoài và Chi Lễ đã dành cho nhau cái bàn tay. Trong trang phục màu xanh đen đó là các cô gái Cầu Ngoài, và trong trang phục màu đỏ trắng xanh đó là màu truyền thống của các cô gái Chi Lễ. Trịnh Hương số 11, Đặng Oanh số 3, Thanh Nhàn số 86, Trịnh Lý số 12, Hoàng Nga số 87, Chu Huyền số 5 là Nguyễn Bích số 4, Hoàng Thảo số 90, Hoàng Huyền số 10, Nguyễn Hoan và số 2 Cảnh Còi. Đội FC Cầu Ngoài số 1 Hồng Hoạt, số 28 Giáp Hằng, số 26 Lê Vịnh, số 2 Hà Thắng, số 32 Quỳnh Hoa, số 19 Hà Luyến, số 18 Hà Mai, số 17 Hoàng Luyến, số 14 Hà Lượng, số 23 Hà Cư, số 3 Hà Thanh, và hiệp 1 bắt đầu. Tình huống ném biên đầu tiên đã thuộc về các cô gái áo đỏ FC Chi Lễ và số 2 Cảnh Còi. Xin thông tin một khán giả hâm mộ giấu tên đã thưởng nóng cho trọng tài Hà Lượng 100.000 đồng. Đó là một khán giả thưởng nóng cho trọng tài Hà Lượng. Đây là lần thứ 2, thứ 3 Hà Lượng đã nhận được thưởng nóng. Trịnh Lễ không kịp. Bây giờ thì quyền nắm biên thuộc về các cô gái Cầu Ngoài. Hà Mai, Trịnh Lý, Nguyễn Hoan, Hà Thanh. Tình huống đá phạt ở phạt dân nhà cho các cô gái FC Chi Lễ. Chi Lễ ở đâu ạ? Cánh tay giơ lên. Quê lê ơi, đồng nghiệp. Cầu Ngoài đâu, Cầu Ngoài đâu? Chỗ nào cũng thấy Cầu Ngoài, chỗ nào cũng thấy Chi Lễ. Quá đông luôn, chảo lửa Phú Cầu. Xin cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Lém biên cho các cô gái Chi Lễ. Chuyền vào vào. Tình huống phát bóng của các cô gái Cầu Ngoài. Cầu Ngoài là biên. Nguyễn Hoan, Đặng Oanh, Quỳnh Hoa và Hà Mai. Đó là Hà Mai. Trịnh Lý cắt được bóng rồi. Một tình huống đầu tác giả có thể nói rất khớt khéo của số 10 Nguyễn Hoan. Đó là 4 đội xuất sắc ghi tên mình vào vòng bán kết. Đây là trận bán kết thứ 2. Giáp Hằng vẫn là Đặng Oanh. Cánh Còi lém biên cho Cầu Ngoài rồi. Cầu Ngoài
cấp ủy chính quyền Phú Cầu quá tuyệt vời, người dân Phú Cầu quá tuyệt vời, sẵn sàng chung tay với lãnh đạo địa phương trong tất cả các phong trào thi đua quyết thắng. Bây giờ là Nguyễn Hoan, giáp hàng phá bóng rất mạnh. Phạm Nguyên, tình huống cắt bóng của Phạm Nguyên. Bây giờ thuộc Hà Mai, đoàn kết dân tộc. Thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ có cái lời đề nghị với công an huyện Lạng Giang và những người em thân thiết nhất của Hà Phong trong tỉnh Bắc Giang này sẽ vào cuộc gặp trực tiếp, điều tra trực tiếp, đối thoại trực tiếp xem là có ý đồ gì. Có ý đồ gì? Bây giờ là Bảo Bích, Bảo Bích bên cạnh phải rồi. Bắt tốc độ. Trọng tài đã thổi còi và cái gì đây? Một chiếc thẻ vàng. Hà Lượng là một trong những người có thể nói rằng là những trọng tài của chúng ta cực kỳ nghiêm khắc. Dù là cầu trong hay cầu ngoài hoặc dù là bất cứ ai, điều quan trọng của ban tổ chức đó là lối chơi công bằng, đem lại sự công bằng cho các câu lạc bộ ở đây tham gia tranh tài. Cổ vũ rất là lịch sự, có tính chất xây dựng cho quân đội Mỹ Thái ngày càng văn minh giàu đẹp, hiếu khách. Chị Lý, hai chị em họ Trịnh, Trịnh Lý và chị Nhàn đã tham gia dâng cao. Tình huống cao chân, một quả đá phạt ở phần sân nhà cho các cô gái FC Cầu Ngoài. Một quả đá phạt. Nguyễn Bích, Hà Thắng, đây là giáp hàng, trọng tài đã thổi còi. Xin cảm ơn hai kỹ thuật viên, đó là Hoàng Dũng, chủ fanpage của Lạng Giang Media, Hà Lương Vlog, chủ fanpage của Hà Lương Vlog và Thể thao Ca nhạc. Hai gương mặt này, hai gương mặt này cộng với Hoàng Dương nữa, đó là ba gương mặt đã kết nối cho khán giả cả nước. Khán giả cả nước đã biết về Mỹ Thái của chúng ta, đã biết về Phú Cầu. Những lời khen của khán giả để dành cho quê hương chúng ta, đó là một điều quá tuyệt vời. Một quả đá phạt ở phía sân nhà cho các gái cấp xích công ngoài. Chu Huyền, trong trận chung kết tới vòng 7 tới đây thì Hà Phong cũng có rất nhiều người bạn, người anh, người em trong khu vực Việt Nam sẽ về thăm quê hương Ngạc Phú Cầu và sẽ có cơn mưa phần thưởng nóng cho trận chung kết. Ai ghi bàn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng nóng. Thành công cũng có mặt, sự châu, sự kép cũng có mặt, Tú Tiếp thì chân vôi cũng có mặt, em trai của tập đoàn kinh tế Đại Hoàng Dương cũng có mặt. Bây giờ là một quả, một tình huống đá phạt. Triệu cho Trịnh Lý, nếu như Trịnh Lý ghi bàn, bây giờ thì đá phạt là sân nhà các gói công ngoài. Đến hết được biên dọc rồi. Rồi, xin cảm ơn Sang Sắt Thép rất nhiều. Trịnh Lý ghi bàn được thưởng nóng 1 triệu. Rất khỏe, rất năng động, đó là 86 Trịnh Lý. Lại là Trịnh Lý. Nguyễn Hoan, Hà Thắng đã can thiệp rồi. Bây giờ là quản lý biên cho các cô gái FC Cầu Ngoài. Khen thưởng hai đội đã dành tình cảm, cổ vũ rất nhiệt tình cho hai đội Chi Lễ và Cầu Ngoài. Như vậy là Cầu Ngoài nếu như giành thắng lợi trong trận đấu ngày hôm nay thì Sang Sắt Thép sẽ thưởng nóng 1 triệu đồng. Đó là Sang Sắt Thép. Quảng Nguyễn Lâm Biên, chuyền bóng vào. Đặng Oanh rất hiệu quả và chất lượng. Lối chơi đơn giản. Phá bóng rồi. Chúng tôi tiếp tục thông tin của anh Sang Sắt Thép. Anh Sang Sắt Thép
là nhắn tin trên fanpage rằng là cầu ngoài một thắng thì sẽ nhận được phần thưởng nóng của anh Sang Sắt Thép là 1 triệu đồng. Xin cảm ơn Sang Sắt Thép. Rất đông khán giả đang theo dõi trực tiếp trên fanpage của Lạc Gia Media đang vẫy tay chào quý Lạc Phú Cầu. Tiếp tục là một tình huống ném biên. Những phút vừa qua thì các cầu để mỗi khi bóng đi xa thì những quả bóng dự bị sẽ được đưa vào sân. Đấy rồi. Rất nhiều phần thưởng nóng đã xuất hiện trên sân bóng của chúng ta, đặc biệt là những phần thưởng nóng dành cho cầu ngoài. Ai đây? Hoàng Huyền. Vẫn là những tình huống đánh chặn rất an toàn của số 90 Hoàng Huyền. Hoàng Huyền đã có nhiều năm tập huấn và thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ Seoul Hàn Quốc. Bây giờ là Hà Thanh. Vẫn là Hà Thanh. Hà Thanh và Cảnh Còi. Tình huống tranh chấp tay đôi, Cảnh Còi đã là nhanh, là người dành cho trả cánh phải. Lại là tình huống viên gà và tác động vào cánh phải của Solan Ngọc Bích. Viên Ngọc Bích chuyển bóng vào. Có hay không? Ngọc Bích những tình huống bắt tốc độ thì rất khó cho những hàng phòng ngự đối phương. Bóng đá nữ mở rộng chào mừng kỷ niệm 145 khởi nghĩa Yên Thế, 114 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Và đặc biệt đây là hoạt động thể dục thể thao có đặc biệt nhiều ý nghĩa để chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 và 2029. Đây là thời gian của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0. Tình huống phát bóng của các cầu gà FC Chi Lễ cùng 8 đội, trong đó có 2 đại diện đến từ Xuân Hương, thì cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả trực tiếp cũng như khán giả trên fanpage. Trong đó có FC Cò và FC Hạ. Đó là những cô gái rất tuyệt vời của chúng ta. Tranh chấp luôn, đúng rồi, đuổi theo. Đây là diễn biến của trận bán kết thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay. FC Chi Lễ và FC Cầu Ngoài, hai đội đang thi đấu đôi công. Ngọc Bích đã di chuyển ra vị trí đá phạt góc rồi. Đó là cầu thủ số 5 Nguyễn Ngọc Bích. Lực lượng kế cận xứng đáng cho thế hệ vàng của bóng đá FC Chi Lễ. Treo bóng vào, chiều tình huống treo bóng tầm thấp. Đã bị hai phòng ngự FC Cầu Ngoài đánh chặn rồi. Trịnh Nhan. Lém biên rồi. Chi Lễ lém biên. Vẫn còn chuyền bóng vào. Nguy hiểm. Wano Hoàng Hoạt, trọng tài đã trôi coi ở tình huống này. Đã phạm lỗi với thủ môn Hoàng Hoạt. Chuyền bóng vào. Ông Hà Văn Tuyên sẽ thưởng nóng cho FC Cầu Ngoài mỗi bàn thắng là 200.000 đồng. Xin cảm ơn ông Hà Văn Tuyên. Rất nhiều phần thưởng nóng dành cho các cầu thủ FC Cầu Ngoài, trong đó phần thưởng lớn nhất tới bây giờ đó là Sang Sắt Thép, 1 triệu đồng cho FC Cầu Ngoài nếu như Cầu Ngoài giành thắng trận, thắng lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Cảnh Còi, Ngọc Bích, trợ lý của trọng tài, đó là ông Hà Khiêm đã căng cờ. Có thể là rằng một tình huống cứu thua trong thời gian lập. Khán giả Chi Lễ đã có một tình huống thoát tim rồi. Sự xuất sắc và nước rút của Hoàng Huyền. Gái Cầu Ngoài Thảo Luyến treo bóng rất tốt vào. Treo bóng vào rồi, có ai không?
Tuyến 2, Hà Thắng đây rồi. Đã có giáp Thanh Hằng, đã có giáp ba. Tình huống chơi bóng tầm cao thì số 19 Hà Luyến đã không khống chế được bước 1. Một trận bán kết thứ hai rất là hay. Trận đấu tiếp tục được bắt đầu. Tỷ lệ thắng trận ngày hôm nay thì đã được tổng phân phối Huy Sơn Thượng Lóng 500.000 đồng. Rất nhiều phường Thượng Lóng lại xuất hiện cho chi lễ rồi. Hàm ơi, Hà Luyến, qua mọi người rồi, vẫn còn. Tình huống lập bập, Đặng Oanh là người hóa giải tình huống ngay. Bây giờ là Huyền Băng. Việt Anh đã theo sát Huyền Băng trong tình huống này. Đó là cầu thủ trẻ Việt Anh. Một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, đúng lúc này thì trọng tài lời còi kết thúc thời gian đấu hiệp 1, hai đội ra sân nghỉ giải lao với tỷ số là 0-0.